Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương 3 vi kim, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học với bài 25 tính chất của vi kim luyện tập. Vi kim có những tính chất vật lý gì? Ở điều kiện thường, vi kim tồn tại ở cả ba trạng thái rắn, lỏng và khí. Br2 là vi kim lỏng duy nhất. Phần lớn các vi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp và một số vi kim độc. Về tính chất hóa học của vi kim, các em đã được biết hai tính chất, đó là tác dụng với oxygen và tác dụng với kim loại. Tác dụng với oxygen là chương trình hóa học lớp 8 chúng ta đang học. Tác dụng với kim loại ở chương kim loại hóa chính chúng ta cũng đã được học. Ngoài ra, vi kim còn tác dụng được với hydrogen, ví dụ như S tác dụng H2 ở nhiệt độ cao tạo thành H2S ở trạng thái khí. O2 tác dụng với H2 khi được đốt nóng tạo thành nước ở trạng thái hơi. Và CL2 tác dụng với H2, các em có thể chiếu sáng hoặc đốt nóng để thành khí HCl. Thầy mời các em xem clip. Hydro cháy trong bình đựng khí clo. Khí hydro được điều chế bằng bình kíp từ kẽm và dung dịch axit clohydric. Sau khi đã thử độ tinh khiết của hydro, châm lửa, điều chỉnh cho ngọn lửa hydro cháy vừa phải, rồi đưa ngay vào bình đựng khí clo. Khí hydro tiếp tục cháy trong bình clo có ngọn lửa màu xanh nhạt và tạo ra khí hydro clorua dạng khói trắng. Chúng ta vừa xem một đoạn clip CL2 tác dụng với H2 để tạo thành khối HCl. HCl trạng thái khí. Và phần cuối cùng các em cần tìm hiểu đó là mức độ hoạt động hóa học của phi kim. Không có dãy hoạt động hóa học của phi kim nhé. Vậy người ta sẽ đánh giá mức độ hoạt động hóa học của phi kim như thế nào? Người ta dựa vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loại và hydro. Khi tác dụng với H2, phi kim nào phản ứng càng dễ thì phi kim đó càng mạnh. Đó là khả năng phản ứng. Ví dụ, S tác dụng với H2 phải đốt nóng với nhiệt độ rất là cao. O2 tác dụng với H2 đốt bằng lửa đèn cồn, nhiệt độ thấp hơn so với S. CL2 tác dụng H2, các em chỉ cần ánh sáng là phản ứng có thể xảy ra. Và đối với F2, khi tác dụng với H2 thì phản ứng xảy ra không cần điều kiện, thậm chí là có thể xảy ra ngay cả trong bóng tối. F2, O2, CL2 là những phi kim hoạt động hóa học mạnh. Và F2 là phi kim hoạt động hóa học mạnh nhất. S, B, C, S, I là những phi kim hoạt động hóa học yếu hơn. Phần này các em tham khảo sách giáo khoa trang 75 nhé. Bây giờ chúng ta luyện tập bài số 1. Hãy chọn câu đúng. A nhỏ, phi kim dẫn điện tốt. B nhỏ, phi kim dẫn nhiệt tốt. C nhỏ, phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn khí. Và D nhỏ, phi kim dẫn điện dẫn nhiệt kém. Vậy trong cả ba câu, chúng ta thấy đáp án D là đáp án đúng nhất. Bài 376 là bài luyện phương trình hóa học. Thầy lưu ý, clo các em phải viết CL2. Nhưng đối với lưu huỳnh, sunfue, chúng ta chỉ viết S. Bromide thì viết Br2 nha. Khi tác dụng với H2, chúng ta ghép các nguyên tố này lại. Các em thấy công thức nó tương tự như công thức của acid. Lại lấy bảng tính tan để viết công thức của sản phẩm. Và nhớ rằng các chất tạo thành đều ở thể khí. Nhớ công bằng phương trình luôn. Về nhà các em làm bài 2 năm trang 76. Ôm lại các kiến thức của oxide, acid, base, muối,
và kim loại để chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2. Chúc tất cả các em ôn tập và kiểm tra tốt. Thân chào tất cả các em và hẹn gặp ở những bài học sau.